khẳng định luôn là bạn này cái hiện tại ở Việt Nam mình là chưa có con chưa có cái nào vượt qua được bạn này đâu. Khủng đấy, yeah. Khủng đấy, khủng đấy. Luôn luôn là phải có nước, luôn luôn là phải có nước như thế kia để trong chùa. Đấy. Mình chuẩn bị quạt. Đó, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình đến thăm một cậu em nuôi dòng chó Bully Exotic. Cũng khá là lâu rồi chưa lên những cái video về Bully Exotic. Đấy, úi dồi, trông hoành tráng thế. Đây, có hai chú chó. Cái đợt này Hà Nội cực kỳ nóng luôn. Thì hôm nay mình cũng muốn đến đây thăm và cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện về chăm những cái chú chó Bully Exotic hay là những cái chú chó dòng Bull Anh, Bull Pháp ở trong cái dịp mà nắng nóng như thế này. Và hôm nay là mình đến nhà một cậu em. Rồi, xin chào chú nhá. Lâu lâu rồi anh em mới gặp nhau nhỉ? À, đầu chương trình thì em sẽ giới thiệu ít cái thông tin của em cho anh em khán giả trên kênh anh được biết nhỉ? Dạ vâng, hello anh, em chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh của anh Nhâm Tốt TV. Em tên Tuấn Anh, hiện tại là em chơi cái dòng Bully này được 7 năm rồi. Và cái dòng này là dòng hiện tại là đang được thế giới gọi là chơi, gọi là những chú chó đắt tiền nhất thế giới. Thì Việt Nam mình cũng du nhập được khoảng gần chục năm nay đã phát triển rồi. Dòng Bully Việt Nam mình đang phát triển, gọi là anh em cũng nhập về những con giống gọi là đỉnh cao của thế giới, cái dòng máu đỉnh của thế giới về để chơi. Cách đây là khoảng tầm gần 2 năm nhỉ, anh em mình đã từng làm những cái chương trình về cái con Cholo của em. Là một chú chó rất là đẹp. Đây, còn được tin là bây giờ em Tuấn Anh cũng vừa mới ra lại có một cái căn nhà ở riêng và cũng đang nuôi những cái chú chó này. Thì nhân dịp Hà Nội đang nắng nóng, đang mùa hè cực kỳ oi nóng luôn, thì hôm nay mình vừa xuống đây chơi với em và cũng sẽ làm những cái chương trình về Bully, về chăm sóc chó mùa hè và về vấn đề sốc nhiệt. Anh em sẽ cùng theo dõi nhé. Rồi à, anh em chúng tôi sẽ lấy một hai chú chó ra để mà vừa quay mà vừa nói chuyện cho anh em xem. Con này rất là đẹp luôn này, đây là một cái con giống mới. Thì sẽ nhờ Tuấn Anh là giới thiệu cái thông tin về chú chó này cho anh em được biết nhỉ. Con này của em là được hiện tại là được 10 tháng. Em nhập bên Thái về. Cũng đang chuẩn bị đến tầm khai thác rồi đấy anh ạ. Đây, 10 tháng. Vâng. 10 tháng mà trông khung rộng nhá, đẹp đấy. Trạng bây giờ được bao nhiêu rồi? Con này của em dao động khoảng được nhoi nhỉ, con này nhoi nhỉ. Khoảng 16-17 cân thôi. 16-17 cân. Vâng, đó là cơ bắp. Vâng. Nhập Thái đấy à? Nhập Thái đấy. Vâng. Micro anh ạ, size micro ấy. Size micro. Vâng. Micro. Rất là đẹp anh em nhìn thế này. Cái độ khuỳnh chân này. Đấy, một lần nữa thì xin giới thiệu với anh em nhé, là đây là dòng chó Bully Exotic size micro. Không phải là Pitbull mà cũng không phải là Bully XL hay là không phải là dòng Bully standard, dòng tiêu chuẩn, mà đây là dòng Bully Exotic chơi theo kiểu Exotic. Anh em cứ lên trên kênh Nhâm Tất TV hay là lên trên YouTube mà search là Bully Exotic là sẽ ra rất nhiều những cái video mà mình hay những cái kênh khác cũng đã làm. Nhập về lúc là được 56 ngày, 57 ngày em đã mang về rồi. Úi dồi, bé tí thế mà nhập về được. Vâng, em nói chung là em nhìn bắt đầu là hiện tại Việt Nam mình ít anh em chơi cái mảng màu như thế này. Rất ít, nó gọi là màu bò sữa. Thì trước đây thời gian tầm khoảng 2017-2018 thì anh em có chơi nhiều màu bò sữa này. Thì sau đó là anh em cũng kén, hơi kén cái màu bò sữa này, nên là hôm nay em nhìn cái màu bò sữa này em lại thích lại quá. Em thích quá nên bảo thôi em bắt luôn về. Vấn đề là cái bò sữa này kẻ vẽ nó phải đẹp cơ. Vâng, đây màu mạ nó kết hợp với cả cái khung rộng nữa, cái đầu thủ nữa. Tuấn Anh có thể chia sẻ cho anh và mọi người được biết là khi mà em nhập về từ Thái là trị giá nó bao nhiêu? Con này của em nhập về là cả vận chuyển nó dao động vào khoảng tầm 140 140 triệu. Vâng. Cho một cái chú chó mà được khoảng tầm gần 2 tháng tuổi đúng không? Vâng. Gần 60 ngày về Việt Nam. Và cái dòng máu này của ở tại hiện tại Việt Nam mình thì rất ít anh em có. Em mang chú chó này về, tính cái thời điểm em mang về là em là người sở hữu thứ hai. Trước đấy có bạn Khánh Tùng thì chuyên chơi cái dòng máu Sensei. Thì bạn ấy cũng có một đàn đẻ 7 con là máu Sensei. Đấy, còn đây em mang về hiện tại là đến cái thời điểm hiện tại mang là
là người thứ hai. Bây giờ là có thêm 3-4 anh em nữa là cũng nhập Thái và dòng máu sensei này về. Cái mùa hè năm nay ở Hà Nội và ở miền Bắc là cực kỳ nắng nóng đúng không? Dạ vâng. Nóng kinh khủng luôn, anh em có thể biết là nhiệt độ ngoài trời luôn luôn là từ 40 cho đến hơn 40 độ C. Thì cái việc mà nuôi và chăm sóc cái giống chó Bullier Stick này có gì vất vả không ạ Tuấn Anh? Dạ vâng, thì mùa hè, đặc biệt là mùa hè là những cái nuôi những cái dòng chó mũi ngắn như Bully, Bull Pháp, Bulldog thì là rất sợ mùa hè. Thì là dòng chó mũi ngắn, cái đường thở chúng nó rất là kém. Thì mình nuôi thì mình cái mùa hè thì mình nên chú ý nhiều hơn. Đặc biệt là ví dụ là nước không bao giờ được thiếu. Nước lúc nào 100% ở trong chuồng. Và thì mình có bổ sung thêm ví dụ như là ăn thêm rau, ăn nhiều rau để nó mát, và lúc đấy là mình mùa hè mình có thể giảm cân đi cho chúng nó. Để mùa đông đến mình thời tiết nó mát mẻ rồi mình vỗ lại rồi. Tức là trong cái chế độ mà em chăm là đang kiểu giảm chất đạm và giảm chất béo đi đúng không? Dạ vâng. Và tăng cường gọi là rau xanh hoa quả. Dạ vâng đấy ạ. Và cộng thêm nữa là khi mà em các bạn mà nuôi những cái dòng chó mũi ngắn là Bull Anh này, Bull Lee này và Bull Pháp, các loại dòng chó một chữ Bull, thì là luôn luôn phải nuôi trong một cái môi trường mát mẻ, luôn luôn phải đầy đủ nước. Đấy. Anh thấy ở đây là có một cái bình nước màu vàng là cái gì đây em? Dạ vâng, em cái nước này là nước em bổ sung thêm cái siro vitamin C. Thì mùa hè là các bạn ấy uống. Vitamin C, vâng, vitamin C đúng không? Là nhưng mà là của người hay của động vật hay của chó? Của người anh ạ, mua ở hàng thuốc Tây đây. Cũng vừa cái lọ siro. Ok, loại siro chứ không phải loại sủi hay loại siết gì đúng không? Loại siro. Đây, vitamin C để mà có thể cung cấp cho các chú chó. Giới thiệu một cái chú chó màu bò sữa được nhập từ Thái về. Cùng gọng rất là kinh khủng luôn. Cùng gọng rất là kinh khủng. Cung cấp một số thông tin cho anh em được biết là bọn này trông nó cơ bắp, trông nó như này thôi, nhưng mà nó không có cái nhu cầu vận động quá cao đúng không? Đúng rồi. Nếu như mà anh em mà thả rồi là chạy mà quá cao thì nó có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Có thể là sốc nhiệt hoặc là có thể là gọi như là trụy tim ngay lập tức. Đấy, bọn này không có nhu cầu vận động quá cao. Trông nó thế này thôi nhưng mà hoàn toàn là có thể nuôi ở trong cái môi trường gia đình. Đấy, môi trường gia đình sàn xiết như thế này và luôn luôn là phải có chuồng cho nó. Cái thời điểm để mà gọi như là chơi đùa và thả bọn này trong cái mùa hè nắng nóng này thì như em Tuấn Anh chia sẻ rồi là chỉ nên gọi như thả vào lúc sáng sớm hoặc là tối muộn đến khi mà trời mát hẳn đi. Vâng. Là nếu như bọn này mà lỡ may nó có một cái dấu hiệu mà sốc nhiệt thì là cái dấu hiệu mà nó xuất hiện ra nó sẽ như thế nào? Cái dấu hiệu của bọn này là sốc nhiệt. Dấu hiệu sốc nhiệt nó sẽ là thở gấp. Thở gấp, thở nhiều và sẽ kèm theo đó sẽ là nôn. Và tiếp sau đó là sẽ là có máu mũi chảy, sau đấy co giật. Thì cái lưỡi nó có cái hiện tượng lưỡi tím đái, thở gấp. Thì trong cái khi mà mình thấy cái dấu hiệu đấy rồi thì cái người nuôi nên làm cái biện pháp nào để mà xử lý? Cách sơ cứu gọi là cần thiết nhất lúc đấy là các bạn có thể lấy kéo cắt tất cả ngón chân này ra, cắt cái đầu cắt, móng cắt móng chân để chảy máu và lặn hết máu ra. Và sau đó là dùng khăn lạnh hoặc nước mát vỗ vào hai cái lách ở ngực, không dội trực tiếp nước lên người chó. Mình sơ cứu từ từ để con chó nó ổn định lại thân nhiệt từ từ. Đây là anh em mình sẽ nói ví dụ thôi, nói ví dụ để cho mọi người được biết là không phải là Bully Stick mà có thể là cả là Bull Pháp nhé. Đấy, thì đầu tiên là sẽ phải cắt cái phần đầu móng chân của nó đi và nặn phần máu ấy ra, đúng không? Vâng, đúng rồi. Thì là có lúc đấy là cái đấy là có cái tác dụng gì? Đấy là giảm cái máu lúc đấy lắm. Tại vì chó là thoát thân nhiệt ở bàn chân và lưỡi, thì mình sẽ làm thế để những cái máu ở dưới này sẽ thoát được ra. Bắt đầu con làm thì cái tinh thần con chó nó sẽ đau và tinh thần con chó nó sẽ ấy lại. Vâng. Rồi anh sau là mình sẽ là lau chùi người bằng khăn mát đúng khăn không? Khăn mát. Từ lách xuống bụng hai bên bẹn. Không dội trực tiếp nước lạnh vào người hoặc xả hẳn trực tiếp vào người chó. Như thế lại càng làm chó nó càng sốc, nó lại càng dễ đi hơn. Đấy, mình ngồi gần thì con này nó đang muốn trêu đùa với chủ thôi. Con này đang muốn trêu đùa thôi. Chứ bọn này cái bản tính của nó rất là hiền, rất là lành. Đấy, bọn nó muốn trêu đùa.
với một cái thân hình gọi như là như một cái xúc xích như thế này, nhưng mà con này khá là tăng động nha. Con này rất tăng động, con này nó hoạt bát lắm mình ạ. Con này tăng động, chó tơ đi à, chó tơ 10 cái ạ. Hiện tại bạn này cũng có được hai bạn đặt cọc phối rồi. Cũng được đặt cọc phối rồi đấy à. Vâng. Đấy thì nhân tiện mà nói về vấn đề phối thì bọn này thì cũng sẽ Tuấn Anh sẽ chia sẻ cho mọi người biết là bọn này thì nên phối tự nhiên hay là nên gọi như là phối bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Như em chơi là em cho phối thụ tinh bằng nhân tạo hết. Là nó sẽ giúp con đực cả cái này là sẽ khỏe hơn. Sẽ nó tại vì bọn này là dòng chân ngắn. Nên là cái điều kiện phối tự nhiên nó rất là mệt và nó hơi vất vả, nên là mình cứ phối thụ tinh cho nó vừa khỏe chó lại vừa nhanh sạch, vừa khỏe chó vừa giữ chó nữa. Được. Đúng không? Vâng. Anh em có thể nhìn thấy là những cái đôi chân ngắn ngủi như này mà đến khi mà ví dụ con đực mà nó leo lên thì nó sẽ rất là vất vả, rồi vấn đề còn khóa găng nữa. Đấy, nó sẽ rất vất vả luôn. Với cả những cái giống chó đắt tiền như này là Bully, Bull Pháp, Bull Anh thì những người nhân giống, những nhà kinh doanh như kiểu Tuấn Anh là sẽ lựa chọn cái phương pháp là thụ tinh nhân tạo. Đấy, sẽ nhờ một cái bạn mà có kinh nghiệm đến để mà rút tinh. Dạ vâng. Và soi tinh. Soi tinh, kiểm tra. Kiểm tra. Đấy, và sẽ dùng cái tinh trùng đấy là bơm vào con chó cái vào đúng cái ngày. Đấy. Cái việc mà những cái vấn đề về thụ tinh nhân tạo cho những giống chó mà mình cũng đã làm một số các video trên kênh rồi, anh em cứ tìm xem lại. Đấy, con này đẹp đấy. Bắt từ đúng là người có cái kinh nghiệm mà bắt từ những cái lúc mà 56 ngày, 56 ngày tuổi mà bắt được. Đấy, anh em nhìn thấy bộ ngực không? Khiếp không? Nhìn này. Đấy. Đấy, con này khi mà bắt thì là chưa phẫu thuật tai đúng không? Dạ, em về Việt Nam em phẫu thuật tai. Vâng, về Việt Nam em phẫu thuật tai. Thì thường là nuôi những bạn này thì cứ tầm khoảng 4 tháng rưỡi thì mình mới phẫu thuật tai. Tiếp tục chương trình thì mình sẽ nhờ em Tuấn Anh lấy thêm một chú chó Bully ra. Ở trong chuồng thì tưởng là chó đực nhưng mà khi lấy ra là một cô chó cái. Anh em nhìn quả chó cái dã man không? Ơi. Chó cái nhá. Đấy, phun đuôi. Tuấn Anh giới thiệu thông tin về cô chó này cho mọi người biết nhỉ? Bé này là tên là Charlie. Hiện tại là vừa đẻ xong một lứa và được hơn 2 tuổi. Bé này là cũng là hàng sinh sản ở Việt Nam thôi. Hàng trong nước đấy à? Hàng trong nước thôi, nhưng mà là bố mẹ là nhập cả. Kiếp đấy nhỉ. Cũng vừa mới sinh sản xong đúng không? Vâng. Đây, con này là quay được một tí xong bây giờ phải nhốt nó vào trong chuồng là cậu ấy đã khát nước rồi. Đấy. Bọn này nó không có nhu cầu vận động quá cao. Anh em hoàn toàn nuôi ở trong nhà. Đấy, nuôi ở trong nhà và sắm cho nó một cái lồng như thế này và nuôi trong nhà có môi trường mát mẻ. Đấy. Bọn này nó cũng không có nhu cầu phải đi chạy nhảy hay là dạo công viên. Dạ vâng, không không anh ạ. Đúng không? Là dòng chân ngắn này là mình chỉ có bình thường một trong một ngày mình chỉ dành cho chúng nó khoảng từ 30-45 phút mình thả cho vận động hoặc đi vệ sinh bên ngoài một tí thôi. Đúng rồi, cho nhẹ nhàng đi ra ngoài ra phố một tí thôi. Đấy, anh em mà có xe máy thì là để nó ngồi ở giữa này, hay là có ô tô thì ngồi cho nó một cái góc ô tô, xong đi đâu đi cà phê cà pháo gì đấy hay đến đâu thôi, chứ bọn này nó không có nhu cầu là anh em phải dẫn chạy vào công viên hay là phải đi bơi lội. Bọn này mà cho vận động mạnh là ăn đòn ngay. Đúng rồi. Đấy, sai ạ. Khi mà anh em có nhu cầu mà một cái chú chó vận động cao thì anh em phải chọn mua một cái dòng chó khác. Còn đây là dòng chó Bully Stick, gần như là dòng chó để nuôi ở trong nhà, nuôi làm cảnh. Trông nó rất là hầm hố như thế này thôi. Đấy, nhưng mà cái sức chịu đựng, cái độ dẻo dai của nó gần như là không có. Đấy, phải nói rõ cho anh em được biết. Đấy. Với cả những cái cô chó cái này mà mùa sinh sản mà cũng vừa mới sinh sản xong ở cái mùa hè nắng nóng ở Hà Nội như này thì có gì lưu ý không Tuấn Anh? Nhất là trong cái thời gian chửa. Những các bạn cái mà chửa này thì là cái nhiệt độ có thể các bạn nó rất là cao. Rất cao đúng không? Thường thường là anh thấy là nhà em là không có điều hòa. Thì những cái bạn chửa em sẽ dành riêng, ví dụ là những ngày là nắng nóng cực điểm em sẽ mua thêm đá để vào chậu nước. Em chỉ dùng quạt là để cái chậu nước bên ngoài chuồng thôi. Để giảm cái nhiệt độ gọi là bên ngoài đi một tí thôi.
em đặc biệt là em nuôi những cái dòng như những các bạn này là em không nuôi điều hòa. Tại vì nuôi điều hòa sẽ dẫn các bạn là quen những cái môi trường gọi là quá mát mẻ rồi. Ví dụ mình thả các bạn ra ngoài đi thả gọi là vận động một tí mà oi bức quá thì các bạn cũng dễ gọi là sốc nhiệt hơn. Sốc nhiệt đúng không? Vâng. Em sẽ làm cho các bạn là quen cái môi trường nắng nóng của cái khí hậu Việt Nam mình. Tức là cơ thể của nó phải tự thích nghi. Vâng. Bạn này là cái luôn đấy, nhưng mà em khẳng định luôn là bạn này cái hiện tại ở Việt Nam mình là chưa có cái nào vượt qua được bạn này đâu. Khủng đấy, yeah. khủng đấy, khiếp đấy. Mới đẻ xong nên là lông lá rồi body đầu thủ nó vẫn đang hơi sơ xác một tí. Sơ xác một tí không sao. Yeah. Đấy, qua cái câu chuyện chia sẻ của Tuấn Anh rồi thì là mọi người cũng được biết rồi là không phải cứ nuôi bullying stick mà phải nuôi trong phòng điều hòa. Ngay từ bé mà mình bắt về nhà đúng không? Vâng. Mình tạo cho nó một cái điều kiện mà thích nghi với cả chính cái gia đình của mình. Nếu mà gia đình mà có điều kiện mà thích mà nuôi điều hòa 100% thì cứ nuôi. Đúng rồi ạ. Còn nếu như bình thường anh em sẽ tạo một cái môi trường không gian như ở nhà như này là mát mẻ. Đấy, thoải mái mát mẻ nhưng phải có quạt, phải có một những cái luồng không khí thoáng đãng ra. Đấy, luồng không khí thoáng đãng ra. À, tuyệt đối là không để trong phòng kín. Là sao anh em để trong phòng kín này hay là bật điều hòa hay bật quạt mà em đi làm ấy, chẳng may nó sập điện, nó mất điện một cái đúng không? Vâng, là về là con chó cản đàn chó là có thể ra đi. Vì vấn đề là trong phòng kín nó không có cái không khí lưu thông. Không có quạt một cái là ăn đòn ngay. Vâng, còn có một cái lưu ý nữa là em thấy nhiều bạn là hiện tại là đang sống ở trên Hà Nội hoặc là thành phố. Mình nuôi chó trên sân thượng. Đã nuôi chó trên sân thượng là cái nhiệt độ trên đấy rất là cao rồi. Thì những bạn nuôi chó trên sân thượng ấy, các bạn hãy thả chúng nó ra và để một chậu nước thật to ở đấy để chúng nó vừa uống vừa có thể nóng qua chúng nó ngâm mình ở trong đấy. Chứ nuôi trên sân thượng mà lại còn nhốt nữa thì sâu nhiệt chúng nó không tìm được cái chỗ mà chúng nó tự giải nhiệt cơ thể. Tức là có thể là nuôi ở sân thượng nhưng mà phải có một cái điểm mát cho điểm nó mát. Phải có một cái chậu nước, vâng. Có chậu nước mát để cho nó giải nhiệt. Dạ vâng. Đấy. Và phải có một cái chỗ nào đấy ví dụ mà nóng quá bọn nó sẽ tự chui vào, bọn nó có thể trốn được cái nóng đấy. Đây con cái này đang nhìn thấy một chú chó ở ngoài ngõ. Đấy. Khi được có một cái gì đấy kích thích một cái anh em nhìn thấy là cái thái độ nó khác hẳn luôn, thấy không? Đấy, thái độ nó khác hẳn luôn. Cái sự chú ý, sự tập trung của nó. Còn hôm nay mình đến đây và anh em cùng nói chuyện về những cái giống chó này và về cái vấn đề là sốc nhiệt mùa hè. Anh em nuôi những cái con chó kể cả chó to luôn. Kể cả không phải dòng bull này, kể chó bình thường thôi, mình cái mùa hè nắng nóng ở Hà Nội này, cực kỳ kinh khủng luôn. Để em hạn chế cho chó vận động và luôn luôn là bổ sung các loại nước, các loại orezone hay là vitamin C cho chó, hạn chế ăn các cái chất đạm, chất béo quá nhiều. Đấy, mùa hè có thể là mình sẽ giảm cân cho nó một tí đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Giảm cân, cái cơ hội giảm cân cho nó đi một tí để cho nó đỡ nặng nề. Đấy, luôn luôn là phải có nước, luôn luôn là phải có nước như thế kia để trong chuồng. Đấy. Anh em có thể mua những cái ống này ở ngoài pet shop thôi. Đấy. Anh em có thể mua những cái vòi như này thì nó rất là tiện, tại vì là nếu mà mình để bát nước trong chuồng thì chúng nó có thể đánh đổ, nó phá đúng không? Nó phá. Còn cái này thì nước luôn luôn là mình được cấp đủ 100%, không sợ thiếu. Đấy, luôn luôn được có như này. Đấy. Và một chú chó bully như này thôi, nhưng thì theo Tuấn Anh chia sẻ là bây giờ một ngày cũng chỉ cho ăn một bữa thôi, đúng không? À. Chỉ ăn một bữa vào sáng sớm và lúc trời mát hoặc là vào buổi tối và tối muộn. Cho ăn luôn luôn là cho ăn vào sáng sớm hoặc là tối muộn nhé, cho nó mát mẻ. Đấy, hạn chế vận động nhé. Còn nếu như mà anh em mà thấy có những cái dấu hiệu về sốc nhiệt thì ngay lập tức là chúng ta sơ cứu. Nếu mà có kinh nghiệm thì phải sơ cứu, có không thì phải đưa ngay đến gọi như là phòng khám thú y gần nhất. Có rất nhiều những cái chương trình mà Nhâm Tuất TV làm về vấn đề sốc nhiệt rồi, anh em không có kinh nghiệm thì đầu tiên là phải cho quạt cho kiếp vào, hạ nhiệt cho con chó, lấy cái nước lạnh, lấy nước mát, lau hết người, lau phần nách, phần bẹn, phần bụng của chú chó, phải cho thở, phải có quạt hay phải có điều hòa. Cái vấn đề là cắt những cái móng chân này anh em phải có kinh nghiệm cơ, nếu một người không có kinh nghiệm thì có khi lại còn là tổn hại cho chú chó. Vừa nói chuyện về những vấn đề sốc nhiệt thì anh cũng có những câu hỏi mà gửi đến Tuấn Anh, vì thực sự là anh là một cái kênh là làm về nhiều giống chó,
Dạ. Anh không theo dõi một cái giống chó cố định nào cả. Dạ. Ở trong cái giới bully này anh thấy là khoảng tầm gần một năm trở lại đây thì phong trào nó hơi bị trầm xuống. Anh thấy có thể là hơi trầm, tức là ít có hoạt động, ít ọp ẹp này, dạ, vâng. Ít những cái tổ chức cái show đúng không? Vâng. Thì Tuấn Anh có thể chia sẻ cho anh và anh em khán giả ở trên kênh được biết là tình hình như nào nhỉ? Dạ vâng, thì anh em, mấy anh em trong giới chơi thì cũng đang có bàn bạc một số kế hoạch là dự định trong tháng 10 tới năm nay sẽ có một show lớn làm toàn quốc, sẽ kêu gọi anh em toàn quốc ra tham dự show. Tại vì là đúng là trong vòng khoảng hơn một năm nay hay hai năm nay là cái thị trường nó hơi trầm một tí.